Hey, một ngày đi cút lốt thôi là mệt mỏi các bạn ạ. Thôi, quay về nhà thôi. Lè 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 lè. Ui, chó sao có con chơi chơi trước cửa nhà mình vậy? Ủa nó xin ăn hả? Đây, là thường người lắm ta mới cho nha. Nè, cho người mấy lúa nè. Ui, trời, sao người bự ra vậy? Đây, đã cho người nè, uống sữa nè, ăn cá, ăn táo, ăn trái cây nè. Đó, ăn như đây, ăn cho nó nhiều vitamin để chống khỏe nha. Trời ơi, nó bự gần mặt cái nhà mình rồi. Ôi, cái trò này hay nè. Rồi rồi, bây giờ sẽ cho người thêm nè. Đây, sẽ cho thêm những cục năng lượng này. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Trời ơi, bự quá à. Thôi, ta không cho đâu nha, hết đồ chơi rồi. Thôi, bye bye nha, bye bye nha. Có bao nhiêu tiền đưa hết để cho ta? Trời ơi, anh ơi, em không có tiền. Em không có tiền đâu, đừng có cướp của em. Không có tiền hả? Nếu vậy, ủa, cái gì, cái gì? Trời ơi, chú, cứu ta hả? Cảm ơn ngươi nhiều nha.